Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là những cái áo mà ngày hôm qua tới giờ CC bán rất là nhiều. Thì bây giờ chỉ còn được có nhiêu đây thôi à. CC cũng sorry các bạn mà nhỏ con như CC đó. Không có sai. Có một cái một CC mặc ngày hôm qua làm video đó. Cái áo giống như vậy nè. Cái áo này nè. Hôm qua CC mặc làm video rồi. Có mỗi một cái đó là size nhỏ thôi, CC mặc rồi. Cho nên là các bạn size nhỏ là không bạn nào mua được hết. Thì bây giờ những cái gì mà CC còn là nó ở trong video này là hết luôn rồi đó các bạn. Cho nên là bạn nào mà mua được thì mua nha. Thì đây, đây là cái áo mà chúng ta cột ở bụng đó. Size này là size lớn ha, size extra large. Cái áo này đó 40% off, nhưng mà CC có thẻ cho nên được thêm 10% nữa, coi như là 50% off cái áo này. Cột ngang bụng và mặc rất đẹp. Các bạn vào video hôm qua sẽ thấy CC mặc cái áo này nè, ai cũng khen hết á, đẹp lắm các bạn. Thì đây là size extra large, có một cái à ha. Đây là cái thứ hai. Cái này là ngày hôm qua CC mặc đó. Bạn nào muốn biết thì vào ngược lại video ngày hôm qua để xem ha, đẹp lắm luôn. Cái này là size large. Và đây là cái thứ ba. Cái này là size medium. Tất cả là 50% off ha. Áo này cột ngang bụng và mặc với quần bó dài, quần bó ngắn, quần jean, áo đầm, váy đầm, cái gì cũng đẹp hết. Đây. Tức là mình có được ba cái, mình còn được ba cái ba size: medium, large, extra large. Và đây. Thật ra đó là cái này là CC không có muốn bán đâu. Nhưng mà nghe bạn nói một câu CC cũng thôi bán cho bạn nếu mà bạn vẫn còn thích mua ha. Chứ ngày hôm qua thì thấy bạn có vẻ hơi buồn buồn, nhưng mà thôi, đây CC bán. Lý do là tại sao vậy các bạn? Là tại vì cô em này size X small, cho nên là cô em nói em còn nhỏ hơn X small nữa chị. Là tại vì sao? Vì em không có ngực. Nhưng mà đâu có cái size nào mà còn nhỏ hơn X small đâu. Có S, X small, hai chữ X luôn đó các bạn. Nhưng mà mua không có được. Cho nên thôi, em nói như vậy nè. Chị đó kỳ thị người nhỏ, mà chị cũng đâu có lớn đâu. Trời đất ơi. Các bạn nghe câu đó các bạn nghĩ sao? CC đâu có kỳ thị, tại vì không thấy để mua. Họ có bán, nhưng mà nhiều khi cái kiểu đó CC thấy nó không phù hợp. Với nó không on sale, làm sao mà mua. CC là on sale. Mai mốt đặt tên CC đi, đừng kêu CC nữa, kêu on sale đi cho rồi. Thì đây, cái này của CC. Có một cái duy nhất X-more. Thì bạn muốn mua thì bạn mua ha. Đây, có một cái một à. Cô em này đó các bạn, CC coi hình ở trên Facebook đó. Cô em này mặc đồ rất là bụi mà rất là đẹp luôn. CC tưởng có ba mấy tuổi à. Hỏi ra biết nhiêu không? 47 tuổi rồi. Trẻ thiệt là trẻ luôn. Trẻ ơi là trẻ luôn. 47 tuổi nhìn như ba mươi mấy tuổi. Mặc đó áo thun hai dây màu đen, quần thun bó ngắn thật là ngắn luôn. Với lại những cái kiểu áo này nè, có dây kéo mở ra đi bụi lắm, nhìn hình trời ơi rất là đẹp, mê luôn. CC không nghĩ là lớn tuổi như vậy, đẹp. Cô em này rất là đẹp luôn, thấp người mà lại mang được giày bata, mà sao CC mang không được. Biết CC mang giày đó đi hay bị chúi nhủi hay bị té lắm. Rồi CC thấy ha, cổ chạy bộ nè, cổ chạy xe đạp nè ha, rồi cổ giống như là đu ở công viên á các bạn. Rất là dễ thương cái cô này. 47 tuổi, nhỏ hơn CC 9 tuổi. Quá sức là trẻ trung, thành ra cổ mặc đồ như vậy. Thành ra cổ nói đó, cổ không bỏ sót video nào của CC hết, nhưng mà không mua được cái gì của CC cả. Tại vì cổ nhỏ con quá, cổ nhỏ hơn CC luôn. Cổ có 1m42 à. Mà được cái là cổ mang guốc cao, thành ra nhìn nó cao lén các bạn. Nhưng mà cái kiểu của mặc đồ á, bụi thật là bụi, đẹp lắm. Thiệt là đẹp luôn. Đó, thành ra cổ nói CC đó là cổ cần. CC phải làm ra một cái video size X small hoặc là XX small mà đâu có mua được. Thôi nè, giờ có một cái một á.
Cái này CC cũng mua cho CC đó. Tại vì các bạn biết không, mua lỡ về rồi đâu có ai nhỏ như vậy đâu, rồi đâu có ai mua, mắc công CC mang đi trả lại. Đó là nói thiệt luôn, size small là size trung bình. Nhưng mà thôi, vì cái câu của bạn nói CC kỳ thị, thôi CC mua luôn nè. Đó, cái này là hiệu Tommy ha, Tommy Hilfiger, 50% off, một cái duy nhất X small đó, là cái kiểu bạn mặc luôn đó. Đó, bạn muốn mua thì bạn mua nha, CC không có kỳ thị, CC đáng yêu lắm, yêu tất cả mọi người. Đó, một cái duy nhất nha, X small. Trời ơi đẹp mê ly luôn nè, cả nhà thấy đẹp không? Của CC đó. Nhưng mà vì nó màu đỏ cho nên bạn nào muốn mua thì cứ việc mua nha. Cái áo này đó small nhưng mà nó là petite nha các bạn. Thành ra các bạn nào mà thấp người thì cần mua những cái đồ hàng hiệu như vậy là nó mới có petite, còn những cái hàng bình thường như vậy nó không có ha. Cái áo này small nhưng mà petite là các bạn mặc vừa luôn, vừa chuẩn luôn đó. Còn small là hơi bị rộng, hơi bị dài. Small petite là dành cho những người thấp, những người nhỏ con. Thì đây, đây chính là cái áo small petite. Đó, ngay đầu gối CC luôn. Còn small đó là nó dài hơn đầu gối của CC. Đó, các bạn thấy đẹp. Hiệu Tommy Hilfiger 50% off ha. Tại vì nó màu đỏ đó, cho nên CC nhường lại cho các bạn, chứ màu khác là CC sẽ mặc rồi. Mặc thành đầm hoặc là mặc một cái quần lẫn ở bên trong các bạn, ngắn thật ngắn thôi. Khi các bạn đi nhanh, khi các bạn ngồi, khi các bạn nhảy, khi này nọ, cái nó lòi cái quần ra một chút xíu, đẹp lắm. Đó. Mà màu đỏ, đỏ rất đẹp luôn nữa. Trên cả tuyệt vời, small petite nha các bạn, rất là đẹp. Rồi, đẹp không? Xuất sắc luôn đúng không? Cái áo này là mới mua được ngày hôm qua thôi đó. Lúc trước có mua, nhiều bạn đã mua rồi. Trên cả tuyệt vời không ạ? Quá đẹp luôn. Cái áo này đó nó ấm hơn là những cái áo CK kia nha các bạn. Ấm hơn. CC đó mỗi lần mà đi du lịch phải mang một cái ấm như vậy, và những cái bình thường để cột bụng. Cái này cột bụng cũng được thôi, nhưng mà đẹp bằng cái kia thì không đẹp bằng đâu các bạn. Tại vì cái này đó là cái loại nó không có ôm vô trong người mình nhiều. Nó là cái dạng mặc như vậy. Đó, săn tay lên. Trời ơi, mùa này mà chơi màu đen thui vô là thấy nóng nực rồi đó các bạn. Cái áo này đó mặc ở ngoài biển, mặc ở trong nhà hàng, mở máy lạnh lạnh đó thì được. Còn mà mặc đi khơi khơi ngoài đường như vậy là người ta nói mình bị gì đó nha các bạn. Đó, như vậy các bạn. Các bạn thấy người ta mặc đồ kiểu như vậy nhiều lắm đúng không? CC đi chơi là như vậy đó. Cột ngang bụng cũng được, hoặc là mặc vào như vậy cũng được. Mặc vào như vậy thì coi như chúng ta mặc cái áo với cái váy thôi. Đeo cái túi, đeo cái bó, trên cả tuyệt vời luôn. Bạn nào mà đi chơi khuya đó, đi chơi đêm á, thì các bạn mặc cái áo này vì nó ấm ở trong máy lạnh. Nhiều nhà hàng mở lạnh lắm, hoặc là đi ở trong mall cũng vậy, lạnh lắm. Là như vậy các bạn. Nhưng mà cái này nó không có nón, cho nên là các bạn để như vậy bỏ ra ngoài được. Còn nó có cái nón đó, các bạn phải nhớ là đừng có để cái nón nó ra ngoài. Kiểu mặc đồ của CC là như vậy nè các bạn. Vậy thôi. Một cái giỏ này là đựng được rất là nhiều đồ. Đồ mỏng mỏng để mặc ra biển. Khi mà bắt đầu lạnh rồi, hoặc là vào nhà hàng ăn mà người ta mở máy lạnh lạnh quá đó, tháo cái áo này ra mặc vào, hoặc là
lưng lại cho nó ấm. Là như vậy các bạn. Đi du lịch một mình là các bạn phải tập giống như CC như vậy này. Thì CC là người đi du lịch một mình 7 năm rồi. Du lịch một mình. Năm nào cũng đi mấy tháng hết. Còn á, các bạn đi có người nhà, người thân thì các bạn có thể nhờ họ giúp các bạn cầm cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng các bạn đi một mình là các bạn phải đâu ra đó, càng gọn, càng ít, càng tốt. Đừng có lượm thượm quá, không được. Đi du lịch một mình là các bạn phải nhớ những cái giỏ ở bên trong nó phải có nhiều ngăn. Và phải nhớ ở trong đầu các bạn, ngăn nào để cái gì, ngăn nào để cái gì. Chứ đừng có mà cần một cái gì á, trời ơi, bỏ cái giỏ xuống, đổ hết đồ ra đất, rồi sau đó rồi kiếm. No. Đi một mình các bạn phải tập cái thói quen. Xong. Đó thì CC phân biệt cho các bạn. Cái áo cũng là cái dạng buộc ở bụng. Cái này và ba cái CK kia. Ba cái kia đó thì vào trong máy lạnh nó không có ấm. Nó đỡ một phần nào thôi. Nhưng mà cái này vào trong máy lạnh thì nó sẽ ấm vô cùng. Nhưng mà buộc ở bụng. Các bạn nào mà có bụng bự quá thì cái áo này buộc không đẹp. Nó sẽ làm cho cái bụng các bạn bự hơn. Các bạn buộc ở bụng để che cái phần bụng bự lại, phải buộc bằng cái áo kia. Vì cái loại thun kia đó, nó nặng nặng mà nó gì đó, nó có thể che bớt, nó rủ rủ. Còn cái này là nó đưa ra ha. Thành ra cái này là chỉ có mặc vào người để che phần bụng thì yes. Cái này cột vào người, bạn nào ốm thì yes. Bạn có bụng bự, có nay bụng, có mỡ bụng, bạn phải, mà bạn muốn cột, phải cột bằng cái dạng áo kia, nó mới che được. Cái này là không che được. Cái này chỉ giúp cho các bạn ấm khi ngồi trong máy lạnh mà thôi. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye.